Diễn viên Hoàng Lan chỉ muốn chết chứ không cam lòng sống cảnh bù loa, bại liệt. Bệnh tai biến và cuộc sống đã khiến nữ diễn viên Hoàng Lan gần như sống đời thực vật, giờ đôi mắt chỉ lại có nguy cơ bị mù vì viêm màng bộ não. Sau biết việc thu hút công chúng bởi thứ hào quang lấp lánh, hàng loạt ca sĩ, diễn viên, người mẫu đua nhau khoe nhà, xe tiền tỷ, xài hàng hiệu. Cũng có nghệ sĩ từng bị bóc mẻ vì sự bô trương quá đa. Dẫu vậy, không ít bạn trẻ bị mê hoặc bởi các giá trị ảo. Thực tế, hàng nghìn công ty đào tạo, tuyển chọn ca sĩ, diễn viên, người mẫu ra đời xuất phát từ nhu cầu nổi tiếng của giới trẻ. Qua bao mùa game show, vẫn thấy người ta rồng rắn nối đuôi nhau, tham gia với hy vọng, bước chân vào showbiz để đổi đời. Mắt khác của showbiz lại cho thấy những phận đời cơ cực, chuyên đề xót xa những mảnh đời nghệ sĩ nghèo, sẽ hé lộ góc khuất của thế giới giải trí vốn ồn ào và xa hoa. Diễn viên Hoàng Lan là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh phía Nam, chỉ từng được yêu mến ở chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Thời kỳ phim truyền hình nở rộ, chị gây ấn tượng với các phim Sóng Gió Cuộc Đời, Cổng Mặt Trời. Chị vui vẻ kể lại ngày trước ra đường, ai cũng chỉ trỏ, bà này đóng trong phim ác lắm, lại mê trai trẻ nữa. Làm ăn bị phá sản, chồng con bỏ nhà ra đi. Hoàng Lan kể chị có cuộc sống đáng mơ ước, được đóng phim đều đặn, công việc thuận buồm xuôi gió, gia đình ấm êm. Nhưng rồi việc buôn bán thất bại, chị bị phá sản vì quá tin người. Không những vậy, chồng và con đều bỏ nhà ra đi, khi việc kinh doanh của chị không như ý. Trước hai cú sốc quá lớn, Hoàng Lan bị đột quỵ, nhưng may mắn gia đình phát hiện kịp nên chị được cứu. Xong nỗi đau quá lớn nên nữ diễn viên sinh năm 1959 không còn thiết tha đến việc buôn bán hay đóng phim nữa. Cuối năm 2015, chị lại đột quỵ một lần nữa. Tuy nhiên, sau hai lần tai biến, đôi chân của chị gần như tê liệt, cộng thêm bệnh thoái vị đĩa đệm, nên Hoàng Lan đành phải nằm một chỗ. Hiện tại, chị sống trong một chung cư ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, đi lại đều do người em chăm lo. Cũng trong khoảng thời gian này, Hoàng Lan đi khám thì bác sĩ thông báo đôi mắt chị sắp bị mù. Quá hoảng loạn, chị quyết định đến bệnh viện Cao Thắng kiểm tra thì mới biết mắt phải bị viêm màng bồ đao, đã bị hư hại nặng. Bác sĩ khuyên phải thay giác mạc nhưng chi phí lại quá cao. Mắt trái của chị bị cườm, có thể lấy ra. Dù thị giác yếu một chút, hiện tại cựu diễn viên gần như không thấy đường, phải được người khác dìu đi nếu có việc ra ngoài. Chị bảo giờ chỉ muốn chết vì bệnh cũ chưa dứt, đã phát sinh thêm bệnh mới. Ước mơ được chết trên sân khấu. Thế nhưng, người thân của diễn viên Hoàng Lan nói rằng chị không còn tinh thần sống. Họ bảo sau đợt tai biến, bác sĩ yêu cầu tập vật lý trị liệu để đôi chân có thể hoạt động. Nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Cát Phượng, Lý Hương từng tổ chức đêm nhạc và quyên góp cho chị một số tiền lớn nên có điều kiện chữa trị. Tuy nhiên, em gái nghệ sĩ Hoàng Lan bảo việc tập luyện của chị gái thất thường. Chị ấy rất dễ chán nản, không kiên trì trị liệu nên giờ đôi chân mới tê cứng, mỗi lần đi khám phải có người đưa đi. Vì chị ấy vừa không thấy đường, vừa không thể đi lại nhiều, chúng tôi khuyên nhiều lắm, nhưng chị không nghe nên đành chịu, em gái Hoàng Lan chia sẻ. Diễn viên U60 cay đắng nói không ai hiểu được chị. Tôi đau muốn làm phiền người thân, nhưng tương lai quá ảm đạm, tôi không thấy sự lạc quan ở đâu cả. Trước đây tôi đã cố gắng tập luyện để đi lại được, có thể đóng lại phim, nhưng từ ngày bác sĩ thông báo mắt tôi có nguy cơ bị mù, tôi ước gì mình có thể chết đi. Đã không thể đi đứng được, lại còn không thấy đường thì tôi biết sống làm sao, chị chua chát nói. Hoàng Lan bảo nằm một chỗ. Chị càng nhớ nghề da diết, không ai có thể chia sẻ, hầu như đêm nào chị cũng nằm khóc vì tủi thân. Ước mơ của chị là một lần nữa đứng trên sân khấu kịch và đóng phim, khi đó dù có chết chị cũng cam lòng. Chị nói cuộc đời mình chỉ có niềm vui của một diễn viên, còn đời sống thường nhật, chị đã đánh mất quyền hạnh phúc từ lâu. Giờ tôi không còn hy vọng gì cả, nếu tính chi phí phẫu thuật mắt và cuộc sống cũng mất một số tiền lớn, có lẽ cuộc đời tôi đã chết từ lúc mới bị bệnh, Hoàng Lan cay đắng nói. Hỏi chuyện chồng con, chị xua tay bảo thôi đừng nhắc đến họ, cuộc đời của chị giờ đủ bi kịch lắm rồi. Lộ ảnh nóng với nhiều đàn ông, Ngọc Sâm The Voice sợ hãi chân tình.
Nữ ca sĩ đã sốc khi cộng đồng mạng chia sẻ những hình ảnh được cho là giường chiếu của cô bên nhiều người đàn ông. Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao về việc ca sĩ Ngọc Trâm, cựu thí sinh The Voice mùa 2 năm 2013, lộ ảnh nóng bên nhiều người đàn ông. Ngay sau khi hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, nhiều người chỉ trích lối sống của nữ ca sĩ, sinh năm 1995, thậm chí còn nghi ngờ người đẹp tham gia đường dây bán dâm nghìn đô. Liên lạc với học trò Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ sự việc, Ngọc Trâm vô cùng hoang mang và sợ hãi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận thông tin sai lệch mà dư luận gán ghép cho cô. Ngọc Trâm trần tình, hình ảnh bị phát tán trên mạng không phải cuộc sống của tôi ở ngoài đời. Tôi và một vài người bạn nhận lời quay một MV cho đạo diễn trẻ. Nội dung clip nói về người vợ vô tình cầm điện thoại của chồng và phát hiện chồng mình ngoại tình với cô gái trẻ đẹp. Thay vì ghen tuông lầm lộ, người vợ quyết định trùng tu nhan sắc, biết yêu chính bản thân. Tôi đã lưu lại hình ảnh trong điện thoại của mình, nhưng sau đó không may bị lộ ra ngoài. Ngọc Trâm cho biết thêm, cô không dám lên mạng đọc những gì mọi người bàn tán về mình. Với một cô gái ở độ tuổi 22, nữ ca sĩ nói mình không đủ bản lĩnh để đối phó với scandal, nên sẽ không ngu ngốc PR hình ảnh thiếu sạch sẽ. Tôi sốc quá nên gọi cho vài người bạn, theo dự tính MV này sẽ tung ra sau nhiều tháng. Tuy nhiên, tôi rất sợ hình ảnh này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, nên đã nhờ phát hành MV sớm để chứng minh lời tôi nói, Ngọc Trâm chia sẻ. Ngọc Trâm tham gia cuộc thi giọng hát Việt mùa 2 về đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, sở hữu giọng hát nội lực, ngoại hình có phần giống Hương Tràm, quán quân mùa đầu tiên, lại cùng quê Nghệ An và ở cùng độ tuổi, nên nhiều người hay gọi Ngọc Trâm là bản sao Hương Tràm. Sau cuộc thi, cô phát hành sản phẩm âm nhạc nhưng chưa có cơ hội nổi tiếng. Nỗi đau thầm kín của Lâm Chí Khanh và những ngôi sao chuyển giới. Họ chấp nhận đánh đổi 10 hay 20 năm tuổi thọ miễn là được sống với giới tính thật. Trong showbiz châu Á, không hiếm những ngôi sao chuyển giới rất xinh đẹp. Tại Thái Lan, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới được tổ chức hàng năm. Nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi này được nhận xét nhan sắc hơn cả các mỹ nhân đình đám. Đằng sau vẻ đẹp ấy là những nỗi khổ tâm của chính họ khi đi tìm lại giới tính thật. Để được là chính mình, các ngôi sao chuyển giới tâm sự không ít chằng xé, bủa vây khiến tinh thần của họ gặp khủng hoảng. Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Chí Khanh, tên hiện tại Lâm Khánh Chi, phát hành tự truyện lột xác gây chú ý. Đây cũng là cuốn tự truyện cô tâm sự về những ngày tháng đau đớn đến chết đi sống lại khi quyết định chuyển giới. Với Lâm Chí Khanh, có những cơn đau không nói hết bằng lời. Khi bố mẹ cô phát điên, con trai mình muốn chuyển giới, họ đã không thể tin nổi, phản đối, ngăn cản và lo lắng là điều gia đình Lâm Chí Khanh trăn trở trước khi cô chuyển qua thái phẫu thuật. Lâm Chí Khanh kể những lúc buồn tuổi, tôi hay hát bài Sóng Gió Tình Ta. Tôi vừa hát vừa khóc, vừa tự hỏi bao điều tại sao mình được sinh ra với hình hài con trai nhưng lại mang tâm hồn con gái. Trải qua 30 lần chịu đựng dao kéo, Lâm Chí Khanh mới có thể thực hiện giấc mơ là chính mình. Cô tâm sự từng suýt chết ở Thái, có thời điểm cô không thể cử động được. Nỗi đau thể xác sau những lần phẫu thuật cộng thêm nỗi đau tinh thần khi giọng hát chưa thể trở nên nữ tính như ý muốn khiến nỗi khổ tâm tăng gấp bội. Những đau đớn Lâm Chí Khanh trải qua khiến cô ngày càng đẩy mạnh ý chí, viết nên cuốn tự truyện để trải nỗi lòng, đồng thời cũng khao khát mọi người hãy nhìn nhận bằng ánh mắt, chia sẻ với giới LGBT. Không riêng gì Lâm Khánh Chi, nhiều ngôi sao chuyển giới châu Á khác cũng trải qua những nỗi đau thầm kín. Ngôi sao chuyển giới hot nhất Hàn Quốc, Ha Ri-soo là một trong những trường hợp được khán giả châu Á biết tới nhiều. Điều tế nhị với Ha Ri-soo cũng chính là chuyện tình yêu. Sau khi kết hôn hợp pháp với người chồng, nam ca sĩ Mickey Chung, cả hai đã tạo nên một câu chuyện tình lãng mạn và cảm động. Vậy nhưng sau gần 10 năm hạnh phúc bên nhau, Ha Ri-soo và chồng trẻ, kém 6 tuổi, vẫn đường ai nấy đi. Lý do được Ha Ri-soo lần đầu thổ lộ khi tham gia chương trình Video Star. Người đẹp chuyển giới chia sẻ dư luận thật nghiệt ngã khi nói Mickey Jung, người yêu đồng tính, khiến anh ấy chỉ im lặng và trách bản thân. Điều đó khiến Ha Ri-soo càng khao khát có thể sinh con như những người phụ nữ bình thường khác. Cô từng cố ghế kép buồng trứng để mang bầu nhưng bất thành. Hoa hậu chuyển giới vừa đăng quang tại Thái Lan,
Sosirinada được ví vẻ đẹp như thiên thần tỷ tỷ, cô gái 20 tuổi ấy cũng phải trải qua nỗi đau vì cơ thể biến đổi sau khi quyết định tiêm hormone nữ năm 14 tuổi để đi tìm lại chính mình. Tôi ngay sau khi chào đời đã là một cô bé trong hình hài vỏ bọc chàng trai, nỗi đau chỉ mình tôi cảm nhận được, Sosie nói. Cô bị bố mẹ phản đối khi tính chuyện chuyển giới. Nỗi buồn không ai chia sẻ càng tăng thêm. Thời thơ ấu của Sosie ám ảnh bởi những câu nói trêu đùa của bạn bè. Cô quyết định ký vào giấy phẫu thuật dù biết có thể nguy hiểm tới, tuổi thọ sẽ giảm. Nỗi đau sau khi chuyển giới kéo dài tới nửa năm mới có thể hồi phục. Sosie nói cô chấp nhận đánh đổi 10 hay 20 năm tuổi thọ, miễn là được sống với giới tính thật. Giờ đây Sosie đã được cha mẹ ở bên động viên, họ nói họ tự hào về cô, là một đứa con ngoan và không bao giờ buồn về cô.